Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, theo báo cáo của 62 trên 63 tỉnh thành về tình hình tiền lương thưởng Tết 2024 cho thấy, về tiền lương năm 2023, bình quân ước đạt 8,49 triệu đồng một tháng, tăng 3% so với năm ngoái. Lương cao nhất năm nay là hơn 830 triệu đồng một tháng thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Đồng Nai. Trên 56% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,85 triệu đồng một người, tăng 49% so năm trước. Thưởng Tết dương lịch cao nhất hơn 376 triệu đồng một người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc. Trên 61% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết nguyên đán với mức thưởng bình quân là 6,85 triệu đồng một người, tương đương mức thưởng Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Theo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, dù 25 tháng 12 là hạn chót để các địa phương gửi báo cáo lương thưởng Tết về Bộ để tổng hợp, nhưng đến nay số tỉnh thành phố có báo cáo chưa nhiều.